Chào bạn, tiếp tục quyên thuộc sản phẩm Dell Inspiron 5502, một trong những model phân khúc i7 được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong thời gian này. Với thiết kế hiện đại và cái màu sắc là màu silver với kết hợp với chất liệu hợp kim rất là nổi bật. Đây, một số thông số và cái tình trạng kiểm tra trước khi quyên thùng để khách hàng xem lại khi nhận máy và xem video này để kiểm định lại cái sản phẩm của mình. Thì hàng mới 100% nguyên tem nhập từ Mỹ. Thứ hai là thông số khách hàng quan tâm đến đúng cái sản phẩm của mình, đó là cái số Swiss Tab 9LKMP93. Và cấu hình của sản phẩm này là Core i7 thế hệ 11 mới nhất hiện tại 2021, màn hình 15.6 inch Full HD, con này có viền màn hình cực kỳ mỏng luôn, IPS và RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB. Hãng sẽ hỗ trợ cho khách hàng nâng cấp lên là RAM 16GB và ổ 512. Đó, trong một khách hàng quen ở anh này Đan Phượng và Windows 10 bản quyền. Rồi, tiến hành quy thùng cho các bạn xem nhìn thực tế và cũng là cho khách hàng kiểm định lại khi nhận máy. Inspiron 5502 quá đẹp. Mười lăm phẩy sáu inch, trọng lượng là 1.7 kg, về màn hình cực mỏng, mặt chất liệu hợp kim, có tích hợp bảo mật vân tay và nước nguồn. Đó, tổng quan các bạn xem là ưng luôn, nó có giá tầm 24 triệu. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nâng cấp cho nhà. Xin cảm ơn.